Sell. Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Ở khu vực này giờ là 800 mấy 900 xào hết rồi, không có đất bán. Thế hả? Hôm nay tôi đang đứng đây là xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáp danh với lại xã Phước Long Thọ, gần với lại cái khu công nghiệp Đất Đỏ mở rộng. Ở đây khu công nghiệp Đất Đỏ mở rộng chắc nó làm đến chỗ cái Vườn Tràm kia. Tức là phía bên kia đường nhựa. Ở đây nó có cái đường dây điện này, chính là đường nhựa này. Ở đây cách đường nhựa mấy chục mét thôi. Cách đường nhựa 70 mét. Cách đường nhựa 70 mét. Thì bên kia là khu công nghiệp Đất Đỏ mở rộng, nó mở rộng tới 1.200 hecta đấy. 1.200 hecta hả? 1.200 hecta. Là nó là 2001 á. Thì giới thiệu quý vị ấy, một lô đất ở đây có diện tích là 2 sào, 2.000 mét vuông, có chiều ngang là 20 mét. Đây. Bắt đầu từ cái chỗ cọc bê tông này đúng không? Trong khu công nghiệp Đất Đỏ này, cọc bê tông đây cho đến cho đến cái bức tường kia, cái này đang chào bán là 1,5 tỷ quý vị nhé. Đây anh chủ đất, vào xung quanh đây người ta bán toàn 800-900 triệu một sào thôi, nhưng đây anh này bán giá tốt. Cái đường này thì hiện tại là đường đất, nhưng mà anh chủ thì sẽ bảo là sẽ đổ đá mi cho. Chiều ngang mặt đường này khoảng hơn 4 mét. Nói chung là đường ô tô. Ở đây lúc trước người ta bảo bán lô này nhưng người ta không bán. Thì đây đất của mình đây, từ đây chỗ này đi ra cái chỗ cọc bê tông vừa nãy đó. Cái đường này là rộng 4 mét quý vị nhá. Diện 2 sào. 1,5 tỷ, đất trồng cây. Cái này có 100 mét đất ở hả? Cái này có đất ở đúng không? Cái này mình chưa biết, nhưng mà xung quanh đây là đất ở không à. Còn của mình là cây hàng năm. Cây hàng năm thôi. Cây hàng năm. Ở khu này thì các nhà ở Vivo không có đất ở. Rồi, cất nhà thoải mái. Cất nhà thoải mái, không cần lên đất ở, nhưng mà cứ làm nhà thoải mái. Đây người ta đổ đá mi đây này. Đất này rẻ quá. Rẻ quá hả? 1,5 tỷ lô là rẻ quá. Vâng. Gần lộ nó mà đường cũng lớn, đường đây là đường hồi trước giờ. Vâng. Ông này mới mua là ông bao hết là coi như ông mới dẹp ra bớt. Tính rồi nữa là cái đám này cái đường này là nó có trên sổ của mình luôn nhá. Trên sổ đất luôn. Là hồi nó nhỏ nhưng là hai sào 1,5 tỷ. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường nhựa chính nhé. Rồi mình đi ra ngoài đi anh đi. Rồi tôi sẽ đi ra ngoài. Chào chú nhé. Đi ra ngoài để xem cái con đường nhựa chính nhá. Từ đây mà đi ra quốc lộ 55 á, nó khoảng cây số gần cây. Mấy chục cây số đổ lại thôi. Đây, đường nhựa đây, vài bước chân này đến đường nhựa rồi. Đấy, đi ra đường nhựa này rẽ tay trái là đi về quốc lộ 55 quý vị nhá. Đây, xã Láng Dài gần với lại Bà Tô. Đây. Đây, cái xe máy đây là dựng này trên cái đường nhựa đây. Cái đường nhựa này thì nối Láng Dài với lại Long Tân quý vị nhá. Đây, rẽ tay phải đây là đi thẳng về Long Tân đấy. Thế thì một lô đất ở Láng Dài thích hợp làm nhà vườn. Đây, khu này cũng dân cũng đông ấy. Đây đường điện này. Đấy, đường nhựa đây có vạch sơn. Vạch sơn giữa đường luôn. Cái phía bên đường nhựa phía bên này thì nó sẽ thuộc mở rộng cái khu công nghiệp Đất Đỏ, rộng tới hơn 1.000 mét, hơn 1.000 hecta nữa mở rộng ra. Thì còn đất của mình đây phía bên trong này đi vào mấy chục mét. Đó. Thì quý vị nào quan tâm đến một lô đất ở Láng Dài, nó tính ra là khoảng 750 một sào, thì tôi thấy rất hợp lý, thích hợp làm nhà vườn. Đó. Đất đai thì rất là màu mỡ để trồng sắn rất là tốt này. Rồi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.